là sôi động để cổ vũ Hisu trong lúc cô luyện tập. Hisu nhìn thấy liền cảm ơn Phong Seok rồi rít. Khi cả hai mặt đối mặt, Phong Seok lại cảm thấy toàn thân rạo rực. Hisu liền đeo ba lô giúp Phong Seok. Thế nhưng Phong Seok lại nói cậu đừng chạm vào người tớ. Sau đó Phong Seok tiếp tục niệm chú. Khi đã kiểm soát được cảm xúc của mình, Phong Seok liền đặt nhạc lên rồi để điện thoại xuống đất. Phong Seok nói với Hisu rằng tớ dùng bóng tác mạng không giới hạn nên cậu cứ nghe nhạc thoải mái. Hisu cũng vô cùng thích thú trước sự dễ thương của Phong Seok. Sau giờ học, Phong Seok quay lại phòng thể dục để lấy lại chiếc điện thoại. Hisu nói điện thoại của Bong Seok bị hết pin nên đã tắt nguồn. Bong Seok hốt hoảng nói mình phải về nhà ngay đây vì có thể mẹ sẽ gọi cho mình. Bong Seok đón xe buýt về nhà thì thấy chú tài xế quen thuộc đã đi làm trở lại. Bong Seok nói với chú tài xế Gido rằng mấy ngày không gặp cháu rất lo cho chú. Gido nghe được thì vô cùng cảm động. Ít nhất trên đời này vẫn còn một người quan tâm anh. Đúng lúc này tên sát thủ nhận được tin nhắn để làm nhiệm vụ mới. Nạn nhân tiếp theo của hắn ta chính là mẹ Bong Seok bởi bà sở hữu giác quan đặc biệt. Trời đã tối muộn, Kang Hoon mới về đến nhà. Lúc này bố cậu đang ngồi bóng trông đợi con trai mình về nhà như mọi khi. Kang Hoon có sức mạnh đặc biệt như vậy bởi hồn gen di chuyển từ bố. Bố cậu cũng sở hữu một sức mạnh siêu nhiên. Kang Hoon liền nói xin lỗi bố mình vì mấy lâu nay cậu luôn giấu kín việc bố chỉ kinh doanh một cửa hàng nhỏ lẻ. Khi Su vừa về nhà thì bố đã tặng cô một chiếc điện thoại mới. Khi Su cực kỳ thích món quà này, cô hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Bố Hi Su dặn con gái phải luôn mang theo điện thoại bên mình. Nếu có việc bất chắc thì phải gọi ông ngay lập tức. Mẹ Bong Seok đang mải mê ở cửa thì chưa dùng thì thấy một chiếc xe tải đỗ trước nhà hàng của mình. Sau đó một tên shipper tóc dài bước vào. Bà mới nhìn một cái đã nhận ra tên này bởi bà đã thấy hắn ở các bản tin án mạng trước đó. Bà vừa bước ra thì thấy hắn đã tháo chiếc chuông treo trên cửa quán mình. Bà bình tĩnh hỏi người khách muốn dùng gì ạ. Khi vào trong bếp, bà vội lấy điện thoại nhắn tin dặn Bong Seok đừng về nhà lúc này. Thế nhưng khi bà mang thức ăn lên cho tên sát thủ thì lại nghe thấy tiếng bước chân của Bong Seok đang tiến lại gần. Bong Seok vừa mở cửa, bà liền nói kính chào quý khách. Sau đó bà thản nhiên mời Bong Seok ngồi vào bàn. Khi bà vào bên trong, tên sát thủ thì hỏi Bong Seok có phải cậu đang học trường trung học Jeonbun phải không. Nghe Bong Seok ở bên trong lấy cây súng ra rồi nhét vào gần để chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó ông tới đánh